Thưa quý vị, với sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng xã hội, mỗi mùa Trung thu về luôn mang theo rất nhiều yêu thương ấm áp, nhất là đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại nhà Gươi, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, đông đảo các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt từ rất sớm để tham gia chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ do thành đoàn, hội đồng đội, cung thiếu nhi cùng hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Bên cạnh những phần quà hỗ trợ, các em còn được tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, phá cổ Trung thu và cùng xem múa lân. Không khí ngày Tết Trung thu rộn ràng đã thực sự mang lại cho các em những niềm vui trẻ thơ, ý nghĩa. Con thấy rất là vui khi được nhận quà cùng các bạn, gặp được chú Cụi và chị Hằng và múa lân. Ngày hôm nay con cảm ơn chú đã đến cho bọn con và con rất hạnh phúc. Với mong muốn lan tỏa ấm áp, yêu thương đến đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đồng xã hội đã cùng kết nối để mang đến nhiều hơn những nụ cười, lan tỏa nhiều hơn những tình cảm ấm áp trong mùa Trung thu yêu thương. Nhằm chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu năm 2023, thì các cấp bộ đoàn đội thành phố đã trao gần 1.000 suất quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố trị giá gần 400 triệu đồng. Một mùa Trung thu nữa lại về, trong tiếng trống lân rộn ràng, trong câu chuyện về chị Hằng, chú Cụi, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn được sống trong vòng tay ấm áp của cộng đồng xã hội, để mỗi một mùa Trung thu đều là một mùa vui, mùa chia sẻ yêu thương.